Mùi nè, mùi quá. Giờ Thắng nói vài câu đi nào. Nói gì hả? Em muốn nói gì em nói. Mà chào anh Minh, chị Dung, anh Sơn, này, chú Tú. Chú Tú à? À đúng rồi, chào anh Minh, anh Sơn, chị Dung, chị Thúy, Ngọc Tú. Phải không? 6 giờ Ngọc Tú có khỏe không? Ngọc Tú khỏe, Ngọc Tú cứ tàn tàn vậy thôi. À, sao Ngọc Tú qua đây ta? Anh đủ đi qua đây, anh Tú nó không đi. Ủa? Anh có mời anh Tú đi qua? Ừ. Anh Tú không đi, ủa? Nói Ngọc Tú đâu có gì đi học lại đi. Ừ, thì đấy. Tú, anh đủ mãi nói Tú qua đây, Tú không đi. Ồ. Tài cả mấy chục năm đâu gặp chú Tú hả? Nó còn độc thân á, nó dùng dạng. Ừ, độc thân đi đâu cũng thoải mái rồi. Anh rủ chú Tú đi mà chú Tú không đi, uổng. Chú Tú tự ái quá. Hôm nay anh đi vậy không biết chừng nào anh đi lại. Không biết chừng nào. Chắc lâu lắm tại... Em thấy năm nào anh cũng đi mà. Anh đi thường thường. Đi đâu khác thôi nhưng mà thấy năm nào anh cũng đi mà. Một năm đi khoảng 2 lần, 3 lần. Vậy hả? Ừ. Ngon nhỉ? Anh thích đi du lịch. Chị Thúy nhất là chị Thúy thích đi du lịch. Chú Tài giờ đang nướng thịt barbecue. Hi, em đi đâu đấy? Chào mọi người. Giờ qua Mỹ là làm được hết. Món nào làm cũng được hết. Hấp dẫn không? Anh có hết rồi. Mai chị đi chơi mà. Ăn chiều. À mai đi chơi. Mai chị đi cái chỗ qua đập hạt. À vâng vâng. Mấy đứa có đi không? Đi em. Em à? Em không. Đưa đi. Em. Ngô chuẩn bị xuống San Jose. Dạ vâng. San Jose làm gì trên đây? Đám cưới đứa cháu của Lan á. Chừng nào đám cưới? Cuối tuần. Em đi đi xe nhà hay đi xe đò? Em đi xe nhà. Em biết đường lái không? Biết anh. Không, đi đại. Đi đại. Lái giỏi lắm á. Nhắm mắt đi đại. Như Tài lái xe có giỏi không đấy? Ôi em lái thì hết ý rồi. Tài không nghe Tài nói là cảnh sát nó phải thua, nó cho Tài đi. Ngầu vậy. Tài nói sao nó cho đi? Nó chậm xe khác mà nó nhanh chậm xe Tài. Tài chỉ nói là Tài chỉ nói là tao này mày. Đâu có, lần nữa. Thấy không? Lần nữa, lần em bị police nó chặn. Cái em bảo nôi đi. Rồi sao nó trả lời ra, nó nói sao? Đây là nôi đi rồi, không thằng nào nói chuyện nó thằng nào. Cái nó bảo ok vậy thôi, mày đi đi. Cái là nó bảo thân kêu mẹ mình ngu vậy, thân kêu cái là lên được. Nó bảo mày biết. Không, bây giờ tao không biết nữa. Sao mày nói bằng tiếng Việt không? Còn đang cho nó ngồi xe đằng kia thì nó bảo chú Tài nó kìa nó quần hả bố? Nhưng mà nó tại vì nó chất cái ID mình, nó biết mình mới qua thì nó còn ok. Hay nếu hả? Mà nó chất ID mà qua lâu rồi thì thua, là bây giờ là thua rồi. Quá lâu chứ không có nhiều người tắm đâu làm tiếng Anh đâu. Nhưng mà lúc nó mới được có một năm thôi thì nó ok. Nó còn ok, còn giờ này nó chất ID của mình mà cái kiểu đó là mẹ chết với nó. Chết tại không? Vì từ trước thì em có bao giờ bị tiết kiệm cái từ hồi chưa? Vậy hả? 5 năm sạch sẽ luôn. Người nó mới tắm thôi. Mà một năm em tắm mấy lần, nói cho anh nghe là sao sạch sẽ dữ vậy? 3-4 lần. Vậy quá. Nước. Quá rồi. Quá. Cho nó vui lắm, hôm nọ anh Hùng nó hỏi chứ ai đây? John Din. John Din. Có phải con bố Thắng nó không biết tên em là Thắng ở đây? No, Fish Din. Quá. Xong Tài biết chị hỏi sao? Hỏi
cho con nhà giàu học giỏi, con nhà nghèo học giỏi, con nhà giàu học giỏi. Chọn bố thắng dạy. À, nó nói chọn đến đẹp trai, con nhà giàu học giỏi. Rồi em dạy con giỏi quá hả? Có phải đẹp trai nữa đúng không? Đẹp trai, con nhà giàu học giỏi. Đúng rồi. À, cái đó đúng cái câu của họ Đinh đấy. Chị Hiếu chị bảo chọn nói trên phone, nói trên Việt Nam. Con cho ai đây? John Dean. Con đánh vần J-O-A. Bố nó dạy. Đánh vần tiếng Anh đàng hoàng nha. Bố nó dạy. Cái gì ạ? Chứ John không phải là con của bố Thắng à? No, không phải bố Thắng. Bố Chris Dean. Ôi trời. Nó cần chỉnh. Nó phải biết tên Thắng. Hay quá ha. Giỏi. Vậy là John. Ủa rồi em mới lấy cái rồi á. I need you to hold this for someone. And then you go tell you to not throw water balloons in this. Even they're too young to know that chick. Hình như biết bơi không? Dạ, yeah, bơi giỏi không con? Bơi giỏi không? Dạ, yeah, giỏi. Hôm nay đánh được thắng hay thua? Ok hả? Con chơi một tiếng rưỡi không? Dạ. Con chơi với ai? Mấy đứa? Coach của con. Chơi coach hả? Dạ. Chơi tennis hay con nhỉ? Dạ, yeah, con thích tennis. Cool. I need you to get ice. Thank you. Who doesn't know where the ice is? Oh, there's an ice machine. Why not put many ice in the water balloon? Because it'll fit through the hole. Oh. Until it melts. Well, why don't you just put some ice in the bucket, and it'll melt into the bucket, and it'll make the water balloons cold. So please, can you get some ice? Ice is too cold. Okay, just hold this. Look at this. Thanks, Brenda. She's not tall enough to get ice. What do you mean? She can use the machine thing. You shouldn't ask you. You was already doing a wonderful job filling up balloons. The water is coming out. What is that? Yeah, no. Hold it tight or else it will come out. Very good.
You shouldn't like chill the water to make everything all come with it. Because it, no, don't even bother anymore. Well, no, if you use the ice, it's just gonna make the rubber all wrinkly. Oh my god.